Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại vào buổi tối ngày hôm nay, buổi tối mùng 3 Tết của năm mới. Không biết được rằng là những ngày Tết vừa qua thì quý vị đã đừng đi đâu và làm được gì rồi ạ? Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất vui vì mỗi tối vẫn thường được gặp quý vị trong chuyên mục Tâm sự thầm kín và gửi tới cho quý vị rất là nhiều tâm sự mang rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay cũng vậy, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự về một ngày Tết. Vì ngày Tết là không được vui cho lắm, chúng ta cứ nghĩ rằng là ngày Tết đến, xuân về sẽ là những ngày mà chúng ta cảm thấy vui. Nhưng mà trong tâm sự này, Tâm An cảm thấy rằng là thì ra khi Tết đến, xuân về, chúng ta lại còn rất nhiều nỗi lo khác nhau nữa. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự ngay bây giờ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé. Vợ chồng tôi làm ăn xa quê. Chồng tôi làm trong một cơ quan nhà nước. Đúng là công việc ổn định và nhàn nhã thật, nhưng mức lương chẳng đáng nói. Trung bình chỉ 5-6 triệu một tháng, chỉ đủ cho anh tiêu vặt và xăng xe. Tôi lương thì có khá khẩm hơn một chút, dao động theo năng lực làm việc và doanh số bán hàng của công ty. Có tháng thì hơn chục triệu đồng, nhưng cũng có khi chỉ được hưởng lương cơ bản, vỏn vẹn có 3 triệu, không hơn không kém. Với mức thu nhập ấy, thì cho dù có chi tiêu tằng tiện hết sức, vẫn thiếu trước hụt sau. Quanh năm suốt tháng vay chỗ nọ, mượn chỗ kia, khiến cho tôi giàu dĩ và chán nản vô cùng. Vợ chồng tôi ở nhà thuê, con nhỏ thì gửi bà ngoại trông giúp, còn bà nội thì viện cớ ốm yếu, nên giao phó lại toàn bộ trách nhiệm cho bên ngoài, coi như là chăm nom cháu, không phải là việc của mình. Thú thật tôi không có chút thiện cảm nào với mẹ chồng, nhưng vì ở xa, không tiếp xúc nhiều, nên tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì cứ ăn ở cho đúng phận dâu hiền. Sau này chắc bà hiểu ra, bà thay đổi. Thế nhưng mà tôi đã nhầm. Mẹ chồng tôi có một tật xấu, chẳng thế nào có thể sửa được. Đó chính là thích khoe khoang. Đã nhiều lần chúng tôi rơi vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười vì cái tính này của bà. Bà có thú vui là đi khắp làng trên xóm dưới, khoe con trai tài giỏi, là quan chức nhà nước, ngồi nhàn nhã cả ngày trong phòng điều hòa. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Khoe con dâu kiếm cả tháng mấy chục triệu đồng. Cuộc sống dư giả, giàu có. Hàng xóm, chòm xóm nghe như vậy thì đều gật gù suýt xoa. Họ đâu biết được rằng chúng tôi phải vất vả khổ cực như thế nào mới có thể bám trụ lại cái đất thủ đô đắt đỏ này. Có đôi lần anh nhà bác, em nhà chú, cháu nhà dì ngỏ ý nhờ bà xin việc giúp, mà chúng tôi ngượng đỏ cả mặt vì không biết giúp như thế nào. Ốc còn chưa mang được mình ốc, làm sao có thể làm cọc cho rêu. Tôi có cằn nhằn, có ca thán với chồng về mẹ chồng thì anh nhẹ nhàng nói với tôi: thôi mẹ già rồi, em chấp với mẹ làm gì. Anh nói như vậy khiến cho tôi cứng họng, chẳng thể nào nói thêm được một lời nào nữa. Tết thì đang cận kề, tôi lo sốt vó từ vài tháng trước. Tôi biết làm sao đây, khi mà tiền của hai người không thể nào mà xoay sở được tiền tàu xe, tiền quả bánh, tiền mừng tuổi bố mẹ hai bên, các cụ già rồi, rồi lại còn tiền mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Hàng trăm khoản làm tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Giữa lúc ấy thì mẹ chồng gọi điện cho tôi bóng gió, nói về chuyện con nhà bà Xuân, bảo Tết này về biếu bố mẹ 20 triệu. Rồi con dâu nhà bà Toàn mới sắm cho mẹ chồng cái máy giặt. Con dâu nhà bà Lâm đầu ngõ mua hẳn một chiếc tivi 50 mấy inch tặng bố mẹ phục vụ ngày Tết đấy. Tôi chỉ biết dạ vâng rồi ngao ngán thở dài. Tôi thừa hiểu mẹ chồng tôi đang nhắc nhở chuyện quà cáp, hàm ý nhất phải bằng hoặc hơn những món đồ mà bà vừa mới liệt kê ở trên. Tôi đem chuyện này ra bàn với chồng tôi. Chúng tôi thống nhất, thôi thì cố gắng chiều bà, bấm bụng biếu bà một chỉ vàng, coi như là để bà phòng thân lúc về già. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ vui lắm. Nhưng mà phản ứng của bà khi nhìn thấy món quà này khiến cho tôi rất sốc. Gớm, tôi không dám nhận, anh chị cứ để đấy mà dùng. Không có một chỉ nải của anh chị, tôi cũng chả chết được. Biết mẹ chồng chê ít, nhưng tôi thật sự không hiểu được bà. Bà không thương con, thương cháu mình à? Để có được món quà này, chúng tôi phải cố gắng hết sức,
làm ngày làm đêm. Tôi chưa kịp phản ứng thì tôi lại vô tình nghe được một cuộc điện thoại của bà nói chuyện với con gái. Đúng là nhà này vô phúc mới rước nó về. Anh trai của mày vô dụng, để vợ ngồi lên đầu. Lương thưởng của nó cả mấy chục triệu, đi làm cả năm, tết về biếu mẹ có một chỉ vàng. Tao còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm. Tao đã chót khoe với họ, tết này con dâu con trai tặng một sợi dây chuyền 5 chỉ rồi. Thì ra là như vậy. Đúng là mọi năm vợ chồng tôi được thưởng tết hậu hĩnh, nhưng năm nay dịch bệnh hoành hành, công ty cắt hết toàn bộ trợ cấp tiền thưởng. Ông bà ngoại nuôi nấng tôi mấy chục năm, tôi còn chưa báo hiếu được một đồng nào. Vậy mà mẹ chồng chỉ vì sĩ diện hão mà chê món quà thành tâm của vợ chồng chúng tôi. Nếu đã vậy, tôi cần gì phải giữ ý. Tôi bán chỉ vàng ấy rồi gửi tiền về biếu bố mẹ đẻ. Còn mẹ chồng tôi đặc biệt chuẩn bị một hộp quà cực khủng. Tôi tuyên bố với mẹ chồng toàn bộ thường tết sẽ biếu bà, để khiến cho bà thay đổi hẳn thái độ. Sau đó bà quay qua ngọt nhạt với tôi. Mấy hôm sau tôi mang về một thùng quà lớn, được bọc dán rất kỹ càng. Mẹ chồng nhìn thấy thì rạng rỡ, vội vàng bóc ra xem. Nhưng vừa nhìn thấy những vật bên trong, nụ cười của bà tắt ngấm. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói với bà. Mẹ ơi, năm nay công ty con không được thưởng tiền mặt như mọi năm, mà chuyển qua thưởng bằng chính những cái sản phẩm, đồ dùng đang phân phối. Tất cả nồi niêu song chảo, rồi dầu gội đầu, dầu rửa bát, dầu ăn, mì chính, mắm muối. Trong cái hộp quà kia, toàn là quà Tết của con đấy mẹ. Con mang về bên nội hết đây ạ. Mẹ chồng tôi lúc này không nói được lời nào, lặng lặng bước vào nhà. Tôi biết tôi làm như vậy, mẹ chồng của tôi sẽ giận tôi tím ruột. Nhưng tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Liệu rằng tôi làm như vậy có quá đáng lắm không? Chuyện này tôi cũng chưa nói với chồng của tôi. Không biết khi anh phát hiện ra điều này, rồi mẹ tôi có thêm mắm, thêm muối, thì liệu rằng cái Tết này tôi có được ăn Tết trong sự vui vẻ hay không? Tôi làm như vậy có quá đáng lắm hay không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An lại vừa gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn một tâm sự trong buổi tối ngày mùng 3 Tết hôm nay. Đúng là tình yêu nó sẽ khiến cho chúng ta mù quáng và có thể bất chấp tất cả mọi chuyện. Giống như trong câu chuyện này cũng vậy. Khi mà chúng ta yêu một người thì chúng ta không cần biết là những người xung quanh họ có tốt với mình hay không, hay là đối xử với mình như thế nào. Giống như là mẹ chồng trong câu chuyện này vậy. Bà nói xấu con dâu với cả con gái của mình. Đó là một điều rất cấm kỵ trong những mối quan hệ trong gia đình. Và Tâm An cảm thấy cái điều này nó đang xảy ra với gia đình của bạn. Không biết được rằng là bạn có bao giờ kể cho mẹ chồng mình nghe là con đi làm vất vả lắm, lương chỉ có 4-5 triệu một tháng thôi, hai vợ chồng tích cóp để thuê nhà trên Hà Nội, không đủ ăn, bao nhiêu tiền con phải tích cóp để về gửi cho mẹ, mua cho mẹ món quà này, thì mẹ hãy nhận cho bọn con vui. Hy vọng là mẹ nhận cho bọn con vui, vì trong suốt một năm vừa qua thì cũng không thể nào mà đền đáp công dưỡng dục của mẹ được. Đấy là một cái câu nói mà chúng ta có thể nhẹ nhàng để nói với mẹ, để cho mẹ mình hiểu rằng là mình có một cái tư tình thế nó đang rất là khó khăn. Năm vừa qua là một năm dịch bệnh, tất cả mọi người đều có kinh tế khó khăn, có rất là nhiều người họ bị phá sản, họ không thể nào mà có thể vui vẻ mà ăn Tết được. Thế nên khi mà chúng ta đang còn công việc làm, chúng ta đang có những người thân ở bên cạnh, thì điều duy nhất là hãy nói để cho họ hiểu mình. Có thể là bà mẹ chồng này luôn nghĩ rằng là con trai và con dâu của mình lúc nào cũng được sống sung sướng, nên là trong đầu của bà mới suy nghĩ là chắc hẳn là các con ấy sung sướng lắm thì các con ấy sẽ thương mình, yêu chiều mình. Một thân già như thế thì sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ hy vọng rằng các con nó thương mình. Nhưng mà bà lại không biết rằng hai đứa con của mình nó đang chật vật khó khăn với cuộc sống. Và cái lỗi của hai bạn đó chính là không nói để cho mẹ mình biết, cứ để cho bà ảo tưởng, đúng không ạ? Có cái câu là ảo tưởng sức mạnh, và bà đi nói hết với mọi người, gia đình, chòm xóm, họ hàng xung quanh, anh chị em, cô dì, chú bác, lại khiến cho áp lực đè nặng lên chúng ta. Đúng là cái sự gọi là sĩ diện hão ấy, nó rất là đáng sợ. Tâm An thấy rằng là
Vì sĩ diện mà có thể đánh mất đi người thân, sĩ diện cũng làm cho chúng ta không còn được sự tôn trọng của mọi người nữa. Lúc đầu thì họ nghĩ rằng là chắc là bà ấy phổi bò, nói xong rồi thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sống và tiếp xúc với những người sĩ diện, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Và có thể Tâm An thấy là cái việc này nó cũng hơi quá đáng. Khi mà mình mang quà về và nói những cái lời như thế với mẹ, mình nên nhẹ nhàng với bà thì đúng hơn. Nhẹ nhàng ngay từ lúc ban đầu, nhẹ nhàng ngay từ lúc mình về làm dâu. Là con đi làm, con chỉ được như thế thôi. Năm nay dịch bệnh như vậy, nên mẹ thông cảm cho con. Đấy là một lời nói mà khiến cho bà, có thể là bà không vui trong lòng, nhưng mà mình cũng nói hết những cái sự thật để cho bà hiểu được. Chứ bây giờ mình mang về, mình mang quà về, những cái sản phẩm mà mình bán, công ty mình bán như thế, thì có thể khiến cho bà hụt hẫng và bà đau buồn. Có thể đó là một cái giải pháp đúng đắn nhất của bạn. Nhưng mà cảm thấy là đằng sau cái giải pháp này đưa ra, thì liệu rằng cái Tết này nó có được ấm êm, có được hạnh phúc hay không? Người ta thường nói rằng là gì? Tết đến xuân về, mọi người hãy tìm niềm vui cho nhau. Nhưng mà khi mà có đụng chạm đến tiền bạc, đụng chạm đến kinh tế, thì lại khiến những người yêu thương cho gia đình xa cách nhau. Thế nên Tâm An nghĩ rằng hãy nói chuyện với chồng mình để đưa ra một vấn đề giải quyết hợp lý nhất. Chứ đừng để cho bà nghĩ rằng là à, bọn nó có tiền, nhưng mà bọn nó lại trả cho mình. Thế nên Tâm An hy vọng rằng anh chị sẽ có một hướng giải quyết thật tốt nhất để chúng ta có một cái Tết trọn vẹn nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ thôi, sau khi lắng nghe xong cái tâm sự này, thì quý vị có đôi điều nào muốn gửi gắm đến cho vị khán thính giả của chúng ta, hãy comment ở dưới video này cho mọi người được biết với nhé. Đối với Tâm An thì xuân về Tết đến, chỉ cần ngồi bên nhau, ăn với nhau một bữa cơm là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng có để chuyện tiền bạc nó xen chân vào, nó làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn suy nghĩ tích cực để có một cái Tết thật đầm ấm bên người thân. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Nhân dịp ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, Tâm An cũng xin chúc tất cả quý vị, những ai đang có một gia đình hạnh phúc, đang có tình yêu, thì hãy giữ gìn hạnh phúc đó, hãy luôn đặt vị trí vào của nhau để chúng ta thấu hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn. Những ai mà chưa thể nào tìm thấy được một nửa của mình, hãy tìm kiếm và hãy sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày có một người đến và bù đắp tất cả những sự thiếu hụt của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.